Với mong muốn bày tỏ tấm lòng hướng về Tổ quốc trong việc phòng chống dịch bệnh COVID-19, hàng nghìn ứng viên điều dưỡng hộ lý Việt Nam tham gia chương trình EPA đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản đã cùng nhau quyên góp gần 120 triệu đồng để ủng hộ công cuộc phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam. Ngoài ra, các điều dưỡng hộ lý Việt Nam tại Nhật Bản còn tham gia chương trình chiến dịch hỗ trợ y tế trong đại dịch COVID-19 cho cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản khi cần tư vấn thêm về chuyên môn y tế nhằm phòng chống dịch bệnh COVID-19, công dân Việt Nam tại Nhật Bản có thể kết nối với các đường dây nóng đang hiển thị trên màn hình.